Mẹ tránh con bé rồi mình cho xe nó qua đi, đứng lặng 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 qua đường một lát nó hỏi đưa chợ. Thôi đừng có mở cái xe người ta, có cha người ta mới mở được. À, bên đây là tôi mở được không? Có người chứng kiến tôi mở được không? Cha nó đó. Dạ. Tôi sợ bỏ già anh đâu. Đâu có mày nói vậy đâu được, đố tao cũng ta làm nhiệm vụ sao? Quá. Mày có coi kỹ chứ. Hôm nay nó mở ra xe nó nhảy. Mấy xe này nè chạy vô hết. Tám chạy vô là tám. Tám chạy vô tám. Chạy xe vô mày. Quán chạy. Mấy xe nó đi chỗ khác luôn ơi. Nói đi đường. Chạy vô đây luôn đi. Mày đâu ở ngoài vậy? Đem mình đâu mà sớm. Tao quẩn chở. Đi cắm chỗ luôn. Tại sao ta đổ tới chỗ luôn rồi. Thùng rác nữa. Đi rồi đó. Thùng rác mà đổ đường nữa. Thùng rác nó tới chỗ này. Quẩn nào quẩn. Thành chạy đi. Nó chạy đi vào trong bệnh viện anh không có vô. Tại anh đứng đây thôi. Có lợi nổi nè. Có lợi nổi nè. Tôi kêu ba anh dắt cái xe đi cho các chỗ khác luôn. Anh đuổi ra. Trường bên đây con của thiền ông quay lại thôi. Đầu mình. Đây tự ê, ê, đi hướng nào anh có anh là thấy không vậy? Đâu không thấy.